2014 là một năm không thể quên đối với ngành hàng không thế giới. Hãy cùng top 5 lucky điểm qua năm hàng không chết chóc lịch sử nhân loại. Lưu ý, danh sách này đưa ra những các số liệu về số chuyến bay an toàn, số vụ tai nạn, số thương vong và đề rất chủ quan là người làm video này. Number 5, Philippine Airlines. Khá an toàn, có thể nói là như vậy. Động cơ ổn, thế máy bay chắc chắn, phi công biết rõ những gì họ đang làm. Chỉ có một vấn đề nhỏ xíu với hãng hàng không này, đó là bom. Philippine Airlines đã bị đánh bom 3 lần từ khi thành lập. Khá là nhiều đấy chứ. Tổng số vụ tai nạn thương tâm của hãng này là 6. Number 4, Iran Airlines. Hãng hàng không này đã bị cấm bởi Liên minh châu Âu EU vào năm 2010 và đã gây ra 5 vụ tai nạn thảm khốc trong vòng 35 năm qua. Một trong số đó đã giết chết 300 người. Sự thật là nước Mỹ cũng đã phải chịu tai tiếng sau vụ việc này. Chiếc máy bay giết chết 300 người đã bị bắn hạ bởi tên lửa dẫn đường trên tầm dương hạm USS Vincennes của Hải quân Mỹ. Họ đã nhầm tưởng chiếc máy bay sử dụng số với một chiếc F-14A Tomcat Fighter. Một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được. Number 3, China Airlines. China Airlines đáng ra đã tránh được danh sách này nếu như không có vụ tai nạn vào năm 2002 liên quan đến một chiếc máy bay đáng lẽ ra đã bị cho ra bãi phế liệu một tháng sau đấy. Năm 1980, việc sửa chữa sơ sài chiếc máy bay này của Trung Quốc đã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm 22 năm sau làm chết 225 người. Đây là một trong tổng số 6 vụ tai nạn trong lịch sử hàng không Trung Quốc. Còn nếu bạn vẫn đang băn khoăn về tổng số người chết trong cả 6 vụ thì con số đó là 763 người. Number 2, Cubana Airlines. Nếu xét về tương quan số chuyến bay thì hãng hàng không Cuba đã không nằm trong danh sách này. Tuy thực hiện rất ít chuyến bay nhưng họ đã gây ra tới 8 thảm kịch hàng không. Bẵng đi một thời gian, lần gần đây nhất họ để xảy ra một vụ tai nạn là vào năm 1999. Tuy nhiên, hãng hàng không tồi tệ này thêm một hai vụ cũng chẳng đáng là bao. Number 1, Malaysia Airlines. Nếu các bạn còn nhớ đến yếu tố chủ quan mà chúng tôi nói đến ở đầu video thì đây chính là hãng hàng không được đánh giá trên tiêu chí này. Chỉ 5 vụ tai nạn trên tổng số rất nhiều chuyến bay hoàn thành. Nhưng tôi dám cá sẽ chẳng ai cho các bạn, những người đang xem video này sẽ đặt chân lên những chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ, vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, chiếc MH370 biến mất trên bầu trời, từ đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau thảm kịch đấy, lại có một chiếc máy bay khác của hãng hàng không này bị bắn rơi tại Ukraine. Tôi thực sự khuyên các bạn hãy tránh xa hàng không này. Cá nhân tôi thà tự bơi dưới biển cao hơn. Trên đây là danh sách 5 hãng hàng không nguy hiểm và chết chóc nhất. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên subscribe để theo dõi những video mới nhất của channel của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.